Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch giai đoạn 2017-2020 do chính phủ Đan Mạch tài trợ, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam và Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật và Khí hậu Đan Mạch đã tổ chức lễ công bố báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019 theo đánh giá của thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng, báo cáo này đưa ra kết quả nghiên cứu về các kịch bản phát triển điện và năng lượng, các khuyến nghị liên quan đến sự phát triển của hệ thống điện, hệ thống năng lượng Việt Nam trong dài hạn, cung cấp một số thông tin đầu vào phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch phát triển điện 8 cũng như quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam. Báo cáo được xây dựng với nguồn số liệu chất lượng tốt, sử dụng các mô hình cấp cao để tính toán các kịch bản phát triển điện nói riêng và năng lượng nói chung cung cấp các thông tin hữu ích về phát triển hệ thống điện và năng lượng trong ngắn hạn và dài hạn phù hợp với định hướng của chính phủ việt nam về phát triển năng lượng bền vững gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng